Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Chồng đi nhậu, vợ gọi không nghe máy, tức điên, chiên giòn con cá rồng mất 20 triệu đồng. Với những người yêu thích cá cảnh, cá rồng luôn được xem là loài nhận được tình cảm đặc biệt. Người trong giới cho rằng cá rồng có thể xua đuổi tà khí, mang lại may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Cũng bởi vậy mà cá rồng có giá trị kinh tế cao trên thị trường. Những con thuộc dạng quý hiếm giá trị có thể lên tới cả tỷ đồng, được mệnh danh là đế vương trong thế giới cá cảnh. Cá rồng khiến biết bao nhiêu người say mê, chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu hay tiền tỷ sở hữu, chăm sóc, duy trì nhan sắc mỹ miều của nó. Song hồng nhan thì bạc mệnh, đã có không ít trường hợp cá rồng trở thành nơi trút giành của các bà vợ đối với ông chồng hay trở thành món ngon của gia đình để đãi tiệc bạn bè. Đơn cử như trường hợp một ông chồng uống say bí tỉ nên ngủ nhà bạn không xin phép vợ. Hôm sau về nhà thì lạnh người khi nhìn thấy bé cưng bị vợ lôi ra thử tài nghệ nấu nướng. Ông chồng đau đớn, hôm nay vừa về đến nhà vợ đã thịt ngay con cá rồng của em rồi. Con cá này em mới mua đầu tuần trước, sắp xỉ gần 20 triệu chứ con đâu có ít. Vợ em còn nói kháy, sao anh không rủ bạn của anh đến đây uống rượu tiếp, em đang chuẩn bị cá cho anh các anh nhậu rồi đây. Cùng chung số phận một anh chồng, mượn cớ họp lớp đi nhậu karaoke, gọi điện không nghe, khiến cô vợ giận tím người, lập tức lập đàn thông báo cho chồng về những chú cá con rít đỏ của mình tại nhà với nội dung. Cứ về muộn 30 phút thì bà rắn giòn một con. Chư độc của bà vợ cứ nhất năm này đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận, chia sẻ. Theo tài khoản này do ông chồng đi nhậu với bạn bè, hát karaoke, về muộn không nghe điện thoại, nên cứ 30 phút thì bà rán một con. Thực chất giận chồng chỉ là cái cớ cất gì vợ với thứ độ ngon của những con cá có giá trị hàng chục triệu. Chẳng hạn như chị vợ sau không buồn lòng vì chồng nhưng chỉ vì ngày đi chợ nên lấy cá rồng của chồng ra làm cơm cho gia đình. Gặp ông xã đi làm về còn thản nhiên hỏi, con cá này làm món gì ngon hả anh?